Hôm nay mình sẽ học nhạc lý mà đi từ đầu luôn, nhưng mà mình sẽ mang những cái bước đi tắt, đi đi lẹ, có nghĩa là những cái mà không cần thiết mình sẽ để lại, nó sẽ không giúp. Đương nhiên cái nào cũng cần thiết, nó sẽ giúp ích cho mình, nhưng mà có những cái nó dài dòng quá, nó giống như một trong trường học chuyên nghiệp thì nên dừng lại. Ok, đi vô những cái gì mà nó trực diện hơn để cho em dễ hiểu. Rồi, cái này là bảy nốt nhạc gồm có đồ rê mi fa sol la si đô. Cái này thứ tự xuất hiện, ok, cứ tạm cho là nốt đô xuất hiện trước đi, tại vì mình lấy cái đô trưởng ra để mình dễ dễ học. Đô là một, thì rê là hai, mi là ba, fa là bốn. Ví dụ đô rê mi fa sol la si đô là bảy nốt nhạc, tám nốt chứ, tại vì nốt đô lặp lại nên tám, còn đúng là bảy nốt đô rê mi fa sol la si đô. Thứ tự của nó có nghĩa là đô trước, đô xong rồi phải tới rê, có nghĩa là đi lên là đô rê mi fa sol la si, đưa ngược lại đô si la sol fa mi rê đô. Cái vòng tuần hoàn quãng tám của nó lặp lại bảy nốt, lặp lại bảy nốt, lặp lại đô rê mi fa sol la si đô rê mi fa sol la si đô rê mi fa sol la si đô rê. Ok đó. Nếu như có gì không hiểu là phải phải lên tiếng liền nha, để kịp giải thích lại. Ủa vậy cái này là 8 nốt hơn 8 hay Bảy 7 nốt? bảy nốt do re mi fa sol la si do, rồi thêm cái nữa là bắt đầu do re mi fa sol la si do, nó gọi là quãng tám, tại vì một hai ba bốn năm sáu bảy tám, tám là lặp lại một nốt đô khác ở một cái quãng khác, người ta gọi là quãng tám. Ok. Thì đô là số 1 đi, mình tạm cho nó là số 1, tại vì mình đang lấy cái đô trưởng ra để mình học, lấy một cái nào đó học. Nhưng nếu giả sử như mình nói lấy cái giọng rê trưởng ra thì rê là số 1 vậy thôi. Thì thứ tự nốt nó không quan trọng. Đô nó sẽ đi lên rê, đô nó đi lên là lên rê. Đi lên đô rê mi fa sol la si đô, nó đi lên đó. Còn nếu khi mà nó đi xuống là nó đi ngược lại, đô si la sol fa mi rê đô. Thứ tự xuất hiện, hiểu không? Anh chưa nói cái chuyện thăng hay là giáng. Mình đang nói những cái học, những cái nốt chưa thăng dư vậy, chưa có dấu hóa bất thường nào. Thì đô nó đi lên rê, nó đi lên, nó đây là cái khoảng cách để nó đi lên, nó gặp, nó chạm được rê, nó gọi là bằng một cung. Cung ở đây là gì, em cứ tưởng tượng nó là một cái khoảng cách, một cái cây số, mình giống mình đi một cái mét hay là cái km đại loại vậy, thì ở trong âm nhạc người ta gọi là cung, số cung. Ok, đô đi lên rê là một cung, nhớ nha, nhớ công thức này, bất di bất dịch, công thức quốc tế nghĩa là từ đô lên rê phải là một cung, trừ trường hợp nó là rê rê giáng hay là đô thăng gì đó là chưa tính tới, hiểu không? Nhưng mà đang đô đi lên rê phải là một cung, rê lên mi là một cung, mi lên pha nửa cung, một phần hai, pha lên son, son lên la si một cung, si lên đô nửa cung tiếp. Ok, nó là nửa cung, một cung là cái số nửa cung một cung vậy. Khi mà nắm được cái này là mình sẽ tìm được những cái nốt trên cần đàn, hiểu không, hiểu chuyện đó Em chưa hiểu tới cái việc mà khoảng cách các nốt thì em hiểu rồi, nhưng mà ý là các nốt trên cần đàn đó? Thì để là anh giải thích, để anh giải thích. Giờ mới lấy ra cái đàn này, giờ mới lấy cái đàn ra để giải thích. Ok, bây giờ cái hình mà em đang nhìn thấy là nó là 6 dây đờn, dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2 và dây 1. Ok, cái đây là những nốt cơ bản thôi, những nốt chưa xuất hiện dấu thăng dấu giáng, chưa có gì hết, những nốt rất rất cơ bản và nó nằm trên vị trí trí nào anh sẽ chỉ cho em và áp dụng cái số nửa cung một cung đó. Okay. Áp dụng cái số nửa cung một cung này nè, cái này là cái Dạ. công thức bất di bất dịch. Cái công thức chính xác của vọng trưởng nó là một cung, một cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung. Cái công thức của vọng trưởng này nó không phải lấy từ đô trưởng ra để có cái công thức này. Em cứ nhớ rằng là cái có một cái công thức của vọng trưởng. Có hai vọng, vọng trưởng và vọng thứ. Có hai vọng tạm thời như vậy đi, có hai vọng, vọng trưởng và vọng thứ. Thì cái vọng trưởng nó là một cung, một cung, một phần hai cung, một cung, một cung, một phần hai cung. Đó là cái công thức vọng trưởng này. Trong trường hợp mình quên đi, mình quên mất cái vọng, cái công thức này đi, mình không biết lấy từ đâu, mình không nhớ nữa, không còn tư liệu lấy, là mình lấy cái đô trưởng này ra. Mình lấy cái đô trưởng này ra để mình dò, mình tìm nó.
mình lấy cái đồ trưởng, lấy thứ tự đồ re mi fa sol la si đô để mình tìm nó, mình tìm ra nó. Ok, Là mình áp dụng được cái công thức này cho đúng không? dĩ nhiên áp dụng được tất cả, áp dụng được tất cả, lấy cái công thức này áp dụng cho tìm cho tất cả mọi loại giọng còn lại của giọng trưởng. Ok, cái công thức này là cái công thức em phải nhớ, buộc phải nhớ. Rồi, từ cái công thức này mình bắt đầu đi tìm nốt trên cái cần đàn. Rồi, 6 giây, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dây 6 là dây gì? Dạ, dây 6 là dây mi. Yes. Đây, nó đây, dây 6 là dây mì. Dây 5 là dây la. Dây 4 là dây re. Dây 3 là dây son. Dây 2 là dây si. Dây 1 là dây mi. Có hai dây cùng một nốt. Đó là dây 1 và dây 6 là nốt mi. Ok. Rồi, bây giờ tìm nốt nè. Quay ngược lại công thức đó, mi lên pha nửa tung đúng không? Cái công thức em chụp chưa, em coi mở ra. Trong trường hợp mình không nhớ thì lấy lại cũng được. Đây, mi lên pha nửa cung. Có hai nửa cung là mi lên pha và si lên đô, còn lại là một cung. Ok. Rồi, thì mi lên pha nửa cung nè. Đó, nó nối tiếp nhau. Mi lên pha. Đây là dây 6. Mình tính từ dây 6 trước, dây 6 là dây bự nhất. Thì cái đàn lật ngửa ra, em lật ngửa cái đàn là gì? Em sẽ thấy cái dây AC, dây 6 nằm dưới. Đúng không? Lật ngửa cái đàn ra đi, thấy cái dây 6 nằm dưới. Để cho mình khỏi lộn là không biết cái dây nào là cái dây 6, dây nào là dây 1. Lật ngửa cái đàn ra là dây 6 nè. Đúng chưa? Đúng. Rồi. Nốt mi là cái nốt này. Nốt dây buông. Dây không bấm. Nó nằm trên này. Là dây mi không có bấm. Rồi mi nó lên pha nửa cung, nó lên ngay chỗ này nối tiếp nhau. Ok, mi lên pha nửa cung nối tiếp nhau, pha nó lên son một cung, pha lên son một cung đúng không? Pha lên son một cung, pha son, pha này, son này, một cung. Có nghĩa rằng là pha là lên son phải là một cung á. Rồi đó, nhớ như vậy. Rồi pha lên son một cung, nó cách ra, một cái ô này, cách ra một ô đúng không? Pha lên son cách ra một ô, son lên la bao nhiêu cung? Một cung. Nó cách ra một ô, la lên si một cung, si lên đô nửa cung. Rồi bây giờ quay lại ngược lại hỏi nửa cung và một cung ở trên đàn nó như thế nào? Một cung là nó cách nhau khoảng Yes. ngăn, Ok. còn nữa là cái ngăn kế tiếp đó của cái nốt mình Cuối đang cùng đánh. là nối tiếp, nối tiếp nhau. Một cung là cách ra một ngăn. Ok, tạm thời như vậy. Rồi như vậy từ một từ em biết được cái công thức đó và áp dụng vô nó trên cái những cái dây còn lại thì em tìm ra được hết tất cả những cái nốt trên cần đàn này. Chưa nói về dấu thăng, chưa nói về dấu giác. Đó, hiểu không? Rồi bây giờ qua dây 5, dây la. Dây 5 phải dây la không? Đây, đó nè. Dây la, dây 5. Rồi bây giờ la lên si bao nhiêu cung? Là xin một cung. Yes, đó thì là một cung thì cách ra một ngăn. Đó, dây la nó nằm ngay vị trí này, chưa bấm này. Cách ra một ngăn lên này đúng không? Đúng không? Rồi si lên đô nửa cung. Rồi nghe chỗ đây mình có một hồ âm đô, em đã biết chưa? Dạ biết anh. Đó thì ngay nốt đô đó thì từ nốt la nè, từ nốt la lên si là một cung, si lên đô nửa cung, sát đó thì ở ngay chỗ đây nó có một hồ âm đô trữ nè đúng không? Ok, rồi đô lên rê một cung đúng chưa? Đúng. Thì cái này nó gọi là cái cách tìm hợp âm luôn đó. Mình đang học về cách tìm hợp âm luôn, hợp âm mi, hợp âm pha, hợp âm son, hợp âm la si đô gì đó, tìm được nốt đó là biết được hợp âm ngay chỗ đó. Nói quay lại về dây năm, dây năm là nốt la, nốt la là dây buông nè, nó nằm ngay vị trí này chưa có bấm đúng
La đi lên si một cung, si lên đô nửa cung, rồi hồng âm đô nè. Thì nghe cái dây la này, dây năm nó vẫn có hồng âm la, phải hồng âm la đây không? Đấy. Ok, la lên đô. Rồi đô đi lên rê bao nhiêu cung? Một cung, kéo nó lên rê nè. Ở đây nó vẫn có hồng âm rê, rê thứ, rê trưởng, rê trưởng, rê thứ. Ở đây nó có hồng âm đô trưởng nè. Dạ. Kéo nó lên hồng âm rê một cung. Thay đổi ngón đi, thay đổi ngón bằng cách đô nè, làm lại nè. Nè, đô nè. Em thay đổi ngón về nè, thí dụ thi mình bấm 3 dây này đúng không? 3 ngón này. Yeah. Mình bấm thi thế ngón út bấm vô đó, ngón áp út bấm vô ngón giữa và ngón giữa bấm vô cái ngón số 1. Rồi. Cái này để trên cái màu trắng này đúng không? Đó thì kéo lên một cung nè. Đô lên rê một cung, hợp âm rê. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Yeah. Là đó là hợp âm rê. Bây giờ từ rê đi lên mi một cung nữa. Cung. Yeah. Thông minh. Ok. Rồi, mi lên pha nửa cung. Yes. Ok, cứ vậy mà hết trần đàn không? Còn cái gì ở đây có nghĩa là khi biết được một nốt thì biết được hết tất cả còn lại, biết được một hợp âm biết được hết tất cả hợp âm còn lại. Yeah. Rồi hợp âm mi thứ dây sáu, dây buông nè, dây mi nè, la mi, mi lên pha nữa cung, kéo lên một nữa, thành pha thứ đúng không, pha lên son một cung, son thứ. Nhưng mà trong trường hợp này bỏ cái ngón giữa vô là thành trưởng nè, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, biết vậy là biết hồng âm nhiều rồi đó. Rồi quay lại tìm nốt tiếp. Bây giờ dây 4 là dây rê, đúng không? Dạ. Rê lên mi một cung, tìm. Yes, that's right. Mi lên pha nửa cung. Yeah, ok, pha lên son một cung. À, thì như vậy nó có một cái phương pháp nữa để mình tìm nốt, đó là mình vỡ những cái bài mình đã học, tất cả những cái bài mà anh đưa cho học, đưa cho tập đó, thì nó y chang như là nốt nằm trên đó hết. Dạ, anh hiểu không? Nói bây giờ hiểu chưa? Dạ. Ok, tiếp theo. Ok, look at that. Wow, cool. Ok, nhìn cho nó đẹp thôi chứ có gì đâu. Ngăn nè, ngăn 1, 2, 3, 4, 5, 6, dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, 1 là mì, là re, son, si, mi, đây là số dây. Ok, nút thăng, nút dán nè, ngay để mình tìm nút được nút pha ngay đây, tìm được nút son ngay đây. Thì ngay tại chỗ này nó xuất hiện nút pha thăng. Ok. Tất cả trong trường hợp này người ta đang tính đi lên hết. Đang tính đi lên hết. Cho nên người ta gọi nó là pha thăng. Giả sử như trong trường hợp này đang đi xuống. Đang đi xuống là xuống làm sao? Cũng là do, si, la, son, fa, mi, re, do. Còn trong trường hợp này người ta tính là do, re, mi, fa, son, la, si, do. Đang đi lên. Đi lên người ta sẽ sử dụng dấu thăng. Đi xuống người ta sẽ sử dụng dấu dán. Rồi giải thích luôn. Thí dụ đi xuống là thí dụ như đây đang ở đây là đô đi. Đô đi xuống là xuống si. Yeah. Si đây đi xuống là nó sẽ xuống la. Nhưng mà trước khi đi xuống la nó sẽ xuống nút si, nó si dán, nó dán xuống một cái. Ok. Yeah. Lúc đó si dán nó sẽ nằm ngay tại cho nút la thăng này. Nhưng mà khi đi lên là la, nó sẽ đi lên là đi lên la thăng xong rồi nó mới tới si. Có nghĩa là thăng lên, dán là dán xuống, hiểu không? Mình cứ nghĩ vậy. Thì ngay tại thời điểm này nó có một cái nốt là trùng nốt nhưng khác tên gọi. Ok. Trùng nốt khác tên gọi, tại vì đi lên là gọi là thăng nhưng mà đi xuống nó sẽ gọi là giáng. Hiểu không?
La đi lên là la thăng, nhưng mà si đi xuống nó sẽ gọi là si giáng, chứ nó không gọi là xuống la thăng. Rồi thì tất cả những nốt còn lại nó cũng vậy, ví dụ như pha nó lên là pha thăng, rồi nó mới lên son, son nó đi lên son thăng, rồi nó lên la. Còn trong trường hợp nó đi xuống la, nó sẽ đi xuống la giáng, nó đi xuống son, son nó đi xuống son giáng, xong nó xuống pha, pha xuống mi. Ok, rồi đó là mình biết về những cái nốt pha, những cái nốt thăng, nốt giáng để cho mình gọi sau này. Những cái này nè, những cái mà hồi nãy em vừa mới tìm ra, nó chưa có xuất hiện. Ok, đó, nó chưa có xuất hiện. Bây giờ nó xuất hiện ra để cho nó có nửa cung những cái nốt này. Ok, nó Yeah. rồi. Vậy là bây giờ đã biết được cách để mà tìm hết tất cả những cái nốt trên cần đàn rồi nha, biết chưa? Ok, rồi bây giờ đi vô học học âm.